Xin mến chào quý cô chú anh chị em mình yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước, đang xem kênh YouTube Linh Bonsai nhé. Thì hôm nay em Linh có đến chỗ vườn hoa kiểng anh Vũ Linh ở địa chỉ ở Hoàng Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre ha. Thì hôm nay em Linh đi tới vườn ảnh cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em mình một số cây tác phẩm bonsai nghệ thuật như gốc nhớt già mùa, nhiều gốc bonsai độc lạ hen cô chú anh chị. Thì cái hàng này cô chú anh chị mình chơi Tết nha cô chú anh chị ha. Thì tí xíu em sẽ quay sơ lược một số cây, rồi em gặp chủ vườn á, chủ vườn sẽ báo sơ lược một vài cây cho cô chú anh chị mình xem ha. Em chào anh Linh. Bữa nay em tới vườn anh Linh nè, anh Linh sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình một số tác phẩm bonsai mai vàng cho cô chú anh chị mình chơi Tết ha. Thì anh Linh cái hàng như thế này anh Linh bán sao anh Linh? Hàng từ 4 triệu đến 6 triệu. 4 triệu tới 6 triệu thì gốc nha cô chú anh chị. Thì cái hàng này là gốc nhớt già mùa nha cô chú anh chị ha. Đây, từ cái gốc ghép mai con ha. Anh nuôi già mùa. Cái này nụ là rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì hoành thân thì nó trung bình từ 16 tới 20 nha cô chú anh chị ha. Rồi thì em cũng quay sơ lược cho cô chú anh chị mình xem. Thì em để cái số điện thoại của anh Linh lên tên đều đề á. Rồi cô chú anh chị mình cần thì cứ liên hệ trực tiếp bên chỗ chủ vườn ha. Đây có ông chú ông đang sửa đây. Quay vòng cây này coi cho chú. Cây đại lộc phải không? Rồi, đẹp quá ha. Nghe độc lạ luôn ha. Ok. Đó những cái cây này những cây này và những cái quái này cô chú anh chị ha, mình để bàn thì rất nói chung là rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây những cái cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đó, cây này về là cô chú anh chị mình chơi Tết là vô tư luôn ha, nụ là nút nụ là bao luôn đó cô chú anh chị. Những cây này dạng như nhỏ mình để bàn nha cô chú anh chị ha. Thì cái hàng này thì anh Linh giao lưu với cô chú anh chị mình giá tại vườn ha. Tầm 4 triệu cho tới 6 triệu. Thì cô chú anh chị mình nếu mà cô chú anh chị mình ở xa thì cứ thương lượng với anh Linh rồi mình sẽ vận chuyển qua đường bưu điện hoặc Viettel ha cô chú anh chị ha. Đây, nói chung là rất là vườn anh Linh thì nó đa dạng như cô chú anh chị ha. Gốc nhớt có, gốc ghép già mùa có ha. Đây. Có những cây này là nó mười mấy hai chục năm luôn cô chú anh chị nha, từ cái gốc mai con mà nuôi lên như thế này nè cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị hỏi á là gốc mai ghép á là mình có nuôi đạt hay không, thì bữa nay thì em tới vườn chỗ anh Linh thì em cũng minh chứng cho cô chú anh chị mình xem. Thì cái gốc ghép thì em bảo đảm với cô chú anh chị mình, nếu cô chú anh chị mình chăm đúng đúng quy cách của nó, phân phướng rồi này kia định kỳ ha, xịt thuốc rồi này kia định kỳ thì nó vẫn là phát triển. Từ cái gốc mai con ghép như thế này nè, đây nó có cái mắt ghép này của chú anh chị ha, thì nó vẫn lớn, nó vẫn phát triển ha. Đây thì đây là cái gốc ghép mai con ngày xưa đó cô chú anh chị ha. Đây thì cũng quay em quay tiếp một số cây cho cô chú anh chị mình xem. Thì mọi chi tiết thì xin quý cô chú anh chị mình có cần cây nào thì cô chú anh chị mình cứ kết bạn Zalo với anh Linh hoặc liên hệ trực tiếp với chỗ anh Linh ha. Đây quay cho cô chú anh chị mình xem đây ha. Thì cũng quay lại cho cô chú anh chị mình xem một vòng nữa. Đây là những cây tầm lớn ha, cây này gốc nhớt tầm lớn ha. Còn những cái cây nhỏ như để bàn thì đây có những cái cây này giá nó cũng trung bình, nó cũng tầm triệu mấy, 2 triệu 8-900 cũng có nha cô chú anh chị ha. Đó. Đây. Đây. Thì cô chú anh chị mình có cần mai chơi Tết thì cứ liên hệ chỗ vườn anh Linh ha. Thì cái hàng này thì nói chung là cô chú anh chị mình chơi rất là đẹp luôn đó, cô chú anh chị. Đây. Gốc mấy những cái gốc này là cái củ rất là bự luôn cô chú anh chị ha. Đây, rất là đẹp. Rồi thì em cũng xin kết thúc cái video ngắn của em tại đây ha. Thì cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp với chỗ nhà vườn của anh Linh ha. Rồi
thì cô chú anh chị mình xem cái clip của em mà thấy hay thì cho em xin một đăng ký, một like ha, thì em tiếp tục có động lực em đi em quay những cái nhà vườn đẹp như thế này để giao lưu và chia sẻ cho cô chú anh chị mình nha. Rồi em xuống xin kết thúc clip tại đây nha.